Thưa quý vị và các bạn, hiện nay lực lượng phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham gia khởi nghiệp để kinh doanh chiếm khá đông và đã có rất nhiều chị đã thành công với lĩnh vực kinh doanh mà mình đã chọn. Trong đó, họ không chỉ có năng động mà còn có nhiều đổi mới sáng tạo ở từng sản phẩm làm ra. Điều này chứng tỏ phụ nữ ngày càng năng động, sáng tạo ở trên tất cả các lĩnh vực. Một trong những người phụ nữ mà chúng tôi muốn kể về họ đó là chị Trương Thị Kiều ở khóm 5 thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng. Thành công của chị ngày hôm nay chính là nhờ vào nghề làm tranh gạo. Nằm ở góc nhỏ trên đường Trần Phú của thị trấn Hải Lăng, cơ sở tranh gạo Kiều Trân đã được gây chú ý của nhiều người. Bởi vì tranh của chị Kiều chủ yếu làm bằng gạo rang lên. Để làm được một bức tranh gạo đòi hỏi rất nhiều công phu. Chị Kiều phải mua gạo ở chợ, sau đó ủ phèn chua để xử lý ẩm mốc xong rồi mới đáp lên rang. Rang xong mới đỉnh gạo lên trên theo hình đã được vẽ sẵn. Với sự sáng tạo và cộng thêm chút năng khiếu và thẩm mỹ, nên trên gạo của chị Trương Thị Kiều đã có được chỗ đứng ở thị trường. Bắt đầu làm trên gạo với niềm yêu thích, chị Trương Thị Kiều cũng đã có những cố gắng để đổi mới và sáng tạo để trên gạo của chị ngày mỗi đẹp và thu hút sự quan tâm của khách hàng. Qua nhiều hình thức, giống như là tuyên truyền ở trên các cái mạng, trang mạng, hoặc là đi các hội chợ, rồi cũng tham gia những cái cuộc triển lãm nghệ thuật, rồi cũng đi gặp khách hàng để mình biết cái thị hiệu của thị trường và cái nhu cầu của khách hàng để ngày một hoàn thiện hơn và xây dựng của cái thương hiệu của mình ngày một rõ ràng hơn. Có thể nói, với những chia sẻ của chị Trương Thị Kiều đã thể hiện lên sự trắc trở tìm tòi sáng tạo chủ cơ sở trên gạo Kiều Trân đã chế tác những hạt gạo sản phẩm nông sản của quê hương thành những bức tranh có giá trị. Giờ thị trường với nhiều loại hình tranh phong phú thì tranh gạo vẫn đứng được, bởi lẽ tranh gạo giúp cho người ta trở về với những cái truyền thống, trở về với những cái xưa cũ, trở về với những cái bình dị của đời thường. Và tranh gạo của chị Trương Thị Kiều cũng đã làm được điều đó. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị, nhiều chị em phụ nữ tham gia khởi nghiệp với nhiều ngành nghề phong phú. Bởi sự năng động, đổi mới và sáng tạo trong quá trình sản xuất kinh doanh, nên các sản phẩm của các chị đã ra đời và đạt chất lượng, tạo ra uy tín đối với khách hàng. Là một người đã làm nghề chế biến nước mắm khá lâu đời, chị Lê Thị Huỳnh, cơ sở nước mắm Huỳnh Kế ở thị trấn Cửa Tùng, luôn tìm tòi sáng tạo để đưa ra những loại nước mắm có chất lượng. Với xuất phát điểm là chế biến nước mắm theo dạng thủ công truyền thống, cơ sở chế biến nước mắm Huỳnh Kế đã luôn lấy chất lượng làm uy tín. Để có được một chai nước mắm ngon, cơ sở nước mắm Huỳnh Kế đã tìm tòi trong quá trình lựa chọn cá, sau đó đến quy trình xử lý công đoàn để làm sao khi nước mắm ra đời có vị thơm và ngon. Sau khi nước mắm đạt chất lượng, cơ sở đã xây dựng thương hiệu để nước mắm Huỳnh Kế khẳng định giữa thị trường. Muốn giữ vững được cái thương hiệu mà bền vững thì trước tiên là phải sản xuất cho đúng quy trình và có cái nguồn nguyên liệu đảm bảo về chất lượng từ con cá, hạt muối và sản xuất cho đúng với cái tiêu chuẩn chất lượng mà các cơ quan ban ngành đã đưa ra, phải thực hiện đúng để sản xuất được một cái sản phẩm mà mọi người tiêu dùng chấp nhận và đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm thì tất cả phải đúng theo một quy trình nhất định. Với phụ nữ Quảng Trị, trong thời gian qua cũng đã có những sáng tạo đổi mới, nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, thương mại. Họ đã không ngừng học tập và đổi mới trong quá trình tạo ra những sản phẩm có giá trị. Đa số những sản phẩm của chị em làm ra đều là những sản phẩm có chủ lực và tạo được uy tín, cũng như thương hiệu ở thị trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hùng Thịnh Thành của chị Trần Thị Hương ở thị trấn Hồ Xã, huyện Vĩnh Linh, chuyên sản xuất các loại dầu ăn từ lạc, mè và các loại tinh bột như nghệ, sản dây. Những sản phẩm này chủ yếu được trồng ở vùng đất Quảng Trị. Từ lâu, chị Hương đã có ý tưởng đi thu mua lạc, mè, sau đó chế biến ra các loại dầu ăn. Chính việc sáng tạo và có nhiều đổi mới trong quá trình tạo ra sản phẩm
nên chất lượng dầu ăn của công ty đã tạo được sự tin tưởng đối với mọi người. Trước đây là tôi là chủ cơ sở là thu mua cả cái hàng nông sản, thì trong quá trình thì thu mua thì tìm hiểu được cái nguồn hàng sạch đẹp, thì sau đó tôi mà mở mang ra để làm những cái sản phẩm như thế này, là ví dụ như là ép dầu thì dùng nguyên liệu là phải những lạc sạch, và sau khi là làm thì cũng học hỏi cùng những là nước của tỉnh bạn, thì cái hàng cái lạc á là mình đã nhặt sạch, ví dụ như dầu lạc ở đây là có cái dầu lạc thì mình đã trong quá trình là mình nhặt sạch cả cái hạt, phân loại sạch thì để cho cái hàng nó được đảm bảo tốt. Đổi mới sáng tạo để đưa ra những sản phẩm có chất lượng luôn là nỗi trăn trở đối với các chị em. Vì vậy hiện nay nhiều mặt hàng của chị em ra đời đều đảm bảo được chất lượng. Tuy nhiên việc đưa những sản phẩm của các chị em để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm là một việc làm hết sức cần thiết. Chính vì vậy trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị cũng đã triển khai những hoạt động để hỗ trợ chị em trong việc kết nối, quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông sản. Trong đó hỗ trợ những mô hình về sản xuất thực phẩm an toàn, chú trọng đến khâu tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho chị em. Với sự hỗ trợ như thế này đã giúp cho chị em say mê với việc đổi mới sáng tạo trong việc tạo ra những sản phẩm có uy tín chất lượng. Trong thời gian qua thì cả cấp hội trên địa bàn tỉnh cũng chú trọng, thứ nhất đó là cái công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ sản xuất kinh doanh an toàn theo chuỗi giá trị gắn với cái tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm. Cái thứ hai thì đó là chúng tôi cũng khuyến khích hội viên phụ nữ phát huy cái tinh thần sáng tạo khởi nghiệp bằng cách đó là vận động chị em tham gia các cái cuộc thi tìm kiếm các cái ý tưởng sáng tạo, ý tưởng khởi nghiệp nhân ngày hội phụ nữ khởi nghiệp hàng năm. Và một cái hoạt động nữa đó là chúng tôi cũng hỗ trợ phụ nữ quảng bá giới thiệu sản phẩm thông qua các cái hội nghị xúc tiến đầu tư, rồi thông qua các cái hội chợ, rồi là các cái ngày hội của chị em thì cũng đã giới thiệu các cái sản phẩm của chị em phụ nữ. Đổi mới sáng tạo trong từng chất lượng của sản phẩm. Vì vậy, nhiều sản phẩm của chị em, nhất là những chị em ở vùng nông thôn, đã xuất hiện ở siêu thị và đến được với tay người tiêu dùng. Để có được sự xuất hiện những mặt hàng này tại siêu thị, thì ngoài sự nỗ lực của các chị em, sự hỗ trợ từ phía các ngành, trong đó chủ chốt vẫn là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị, đã có những giải pháp cụ thể thiết thực nhằm kết nối cung cầu những mặt hàng của chị em đến với người tiêu dùng. Để hỗ trợ cho chị em trong cái việc mà tiếp tục mà giới thiệu và tiêu thụ được nhiều sản phẩm, thì thứ nhất trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đầu tiên cũng tuyên truyền vận động chị em là phát huy cái tinh thần sáng tạo khởi nghiệp. Cái thứ hai nữa thì cũng khuyến khích chị em là tham gia các cái cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, ý tưởng khởi nghiệp. Và sau khi mà đã có những cái ý tưởng đó rồi thì chúng tôi cũng sẽ là hỗ trợ để hiện thực hóa các cái ý tưởng của hội viên phụ nữ. Và một cái vấn đề cả cấp hội cũng đang nghiên cứu để mà có cái giải pháp, đó là hiện nay chúng tôi cũng đang nghiên cứu một cái đề tài, đó là xây dựng các cái mô hình kết nối cung cầu giới thiệu sản phẩm để làm sao đưa được những cái sản phẩm của chị em sản xuất đến với người tiêu dùng một cách bền vững và có hiệu quả. Với sự cần cù chịu thương chịu khó từ bao đời nay, những người phụ nữ luôn trăn trở tìm tòi để có những đổi mới sáng tạo trong sản xuất. Và những sản phẩm của chị em ngày càng khẳng định thương hiệu chỗ đứng ở giữa thị trường. Bởi vì các chị, sản phẩm của bản thân làm ra không chỉ là chất lượng mà còn phải là đẹp về hình thức, khi đó mới cạnh tranh được với những sản phẩm khác. Thưa quý vị và các bạn, dù có khó khăn nhưng đối với phụ nữ Quảng Trị, sự mạnh dạn đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh đã tạo cho họ vững vàng và tự tin hơn để bước đi trên con đường mà mình đã chọn. Và những sản phẩm của họ làm ra cũng đã khẳng định được vai trò và vị trí của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở nông thôn trong giai đoạn hiện nay. Tin rằng với những đổi mới và sáng tạo trong cách làm, những sản phẩm do chính bàn tay của các chị em làm ra đã, đang và sẽ tiếp tục tạo một chỗ đứng vững chắc ở thị trường. Chuyên mục Vì Trẻ Em và Bình Đẳng Giới tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.